Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày, dự báo lượng khách tới Côn Đảo sẽ tăng cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách, huyện Côn Đảo sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp này. Theo kế hoạch, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, huyện Côn Đảo sẽ tổ chức các giải thể thao, trưng bày triển lãm chuyên đề Hoàng Sa Trường Sa, biển đảo thiêng liêng, tổ chức lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương, nghĩa trang Hàng Keo và đền thờ Côn Đảo, lễ thượng cờ và chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và giải phóng Côn Đảo. Từ ngày 27 tháng 4 đến 1 tháng 5, huyện Côn Đảo còn tổ chức khu phố ẩm thực kết hợp biểu diễn nghệ thuật đường phố và khu vui chơi tại đường Nguyễn Huệ và đường Lê Hồng Phong vào các buổi tối, qua đó tạo không gian vui chơi, thư giãn, ăn uống cho nhân dân và du khách.